Chào mừng cô chú anh chị đang xem video của Nam. Hôm nay thì Nam muốn chia sẻ tới cô chú anh chị một cái mẫu nội thất phòng thờ bằng gỗ hương đá. Và ở đây là cái mẫu án gian thờ. Và chia sẻ cho cô chú anh chị về kích thước lỗ ban số đỏ mà nhiều khách hàng thường hay sử dụng trong không gian phòng thờ, đặc biệt là vừa là án gian và cuốn thư câu đối. Bộ sản phẩm này thì của gia đình cô Thủy ở Hà Nội. Thì kích thước của bộ sản phẩm này thì sẽ biểu chiều dài này là thước lỗ ban số đỏ là 2m17, cô chú anh chị nhá, 2m17. Và bề sâu là nhà Nam làm cho khách hàng đây là 1m07 đây ạ, 1m07 đấy. Và chiều cao thì bộ sản phẩm này sẽ cao hơn so với những bộ thông thường là cao 1m27, cô chú anh chị nhá, cao 1m27. Còn bình thường sẽ là cao 1m17 đấy, như sản phẩm này thì cao 1m27, cao hơn một chút. Bên Nam thì có tư vấn cho khách hàng là đối với chiếc cấp trên thì nhu cầu của khách hàng là sử dụng cái bộ đình đồng hoặc là ngai thờ. Thế nên là bên Nam sẽ thiết kế một chiếc cấp rộng chừng 42, cao 20 và tức là sâu 42, cao 20 và dài toàn bộ là 2m17. Đấy, thì cái cấp mình cũng vào cái thước lỗ ban số đỏ của chú anh chị nhá. Còn phía bên trên này, mặt này mình sẽ dư được một cái khoảng không gian để mình đặt cái tam cấp để bát hương của chú anh chị ạ. Đối với cái phần vai này, vai đây, nếu đi gần vào thì vai này là làm hàng dày 6 phân của chú anh chị nhá. Vai dày 6 phân và khuôn 5 và ván là bên Nam làm ván là ván 2 phân. Đấy. Đối với cái sản phẩm mà án gian chân 14 này, bên Nam thiết kế như thế này thì sẽ đi với những cái dòng cuốn thư mà dài 1m97. Đấy, và những cái mẫu án gian như thế này ấy thì nó sẽ phù hợp với những cái bộ cuốn thư như là Mai Hóa Long của chú anh chị nhá. Cái mẫu này rất là phổ thông luôn. Và dài là 1m97, rộng 87, dày 5 phân. Đấy, thì những cái mẫu như thế này, cuốn thư như thế này thì bên Nam là đang thiết kế hàng thân to. Thân to tức là mình ghép từ bên trên này xuống bên dưới đây là một tấm to này. Thì cái bộ này là nếu mà tính ra là hàng 5 phân ở bên Nam hay bán là 21.800 của chú anh chị ạ. Đấy là sơn son full PU dát vàng Đài Loan hoàn thiện rồi đấy ạ. Đấy. Còn cái câu đối thì dài 1m97, rộng 28, dày 5 phân. Thì cái điểm mấu chốt ở đây cái phần câu đối này thì mai cô chú anh chị treo sát cái phần cuốn thư sát cái phần sập thờ này. Treo sát là như thế nào? Thì như cái câu đối này thì mai mình sẽ treo cái điểm bên ví dụ không gian cô chú anh chị phải cái chiều cao của cái phòng thờ từ mặt đất lên thì tầm khoảng 3m trở lên nhá. Hoặc là 2m9 tầm đấy thì bên Nam vẫn treo được. Đấy. Thì khi đấy là cái đầu rồng này thì nó treo vào những cái phần tầm nhá, nó không cố định nhưng mà mình sẽ dịch một trên dưới một tí vào cái phần tai cuốn thư này thì nó rất là đẹp. Và cái phần dưới thì mình thả lơ lửng thì nó sát vào đây thì tầm nó rơi vào độ khoảng không gian độ khoảng phần quây của cái bộ án gian này thì nó là cực kỳ là đẹp luôn chú chị ạ. Đối với cái mẫu bàn cơm này thì bên Nam thiết kế là dài 1m27, sâu 50 và cao là 52. Đấy, bởi vì là cái này là Nam thiết kế là dài 1m27 thì để một dư một cái khoảng trống một chút ở đây thì trông nhìn nó sẽ đẹp hơn. Và cái mẫu bàn cơm này thì liền đi liền cho đó là Nam thiết kế một cái ngăn tủ ở bên dưới. Đấy, vừa là thiết kế mình đựng đồ bên trong. Ví dụ như bát đũa hoặc là chén thờ những cái nến hương đúng không? Mình có thể để vào bên trong như thế này, rất là tiện lợi. Đấy. Thì đây là của gia đình chú Thủy ở trên Hà Nội. Đấy, thì bên Nam thiết kế là toàn bộ bằng gỗ hương đá luôn cô chú anh chị ạ. Và cái phần ván mặt của cái bộ sản phẩm án gian thờ này thì cái án gian thờ này thì sẽ nhỏ hơn cái sập thờ. Tuy nhiên thì để mà chịu được cái trọng tải như là để đình đồng một khoảng thời gian khoảng vài chục đến hàng trăm năm, đấy, đời hết đời cha ông, thì mình sẽ để những cái bộ đình đồng như vậy thì cô chú anh chị nên để cái ván tầm 2 phân thì nó sẽ là chắc chắn. Và thang xà đấy ở bên dưới đỡ nữa đấy, thì cô chú anh chị lưu ý cái vấn đề này. Đây là một trong những cái điểm. Và cái mẫu này là cái mẫu án gian thờ và được nhiều khách hàng rất là ưa chuộng bên cơ sở Nam. Mẫu này thì đục nó sẽ không cầu kỳ và khi mà lau chùi thì rất là dễ dàng đấy, cô chú anh chị nhá, với cái bộ sản phẩm này. Ngoài ra thì cô chú anh chị có thể nhìn thấy được ở cái phần bên trong của cái bộ án gian thờ đấy, bên Nam làm thang xà rất là chắc chắn và đảm bảo với khách hàng là gỗ là trần trượng 100%. Mai bên trong này thì mình sẽ sơn lót
sơn lót để cho nó đảm bảo cho cái việc mà tránh nứt gỗ đi. Đấy, quý anh chị ạ. Đấy, thang xà rất là chắc chắn luôn. Đối với cái bộ mà án gian thờ này thì khi mà phun sơn PU hoàn thiện lên ấy thì nó sẽ nổi hết được những cái đường vân, kể cả đơn giản như những cái vai như thế này này, nổi vân lên cực kỳ đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Để bình thường hàng mộc như thế này rồi, nhưng mà khi mình hoàn thiện cái phần phun PU lên ấy thì nó rất là đẹp luôn. Thì Nam sẽ quay cho cô chú anh chị xem tổng thể khi nào mà hoàn thiện xong. Đấy thì cô chú anh chị mà thích những cái mẫu mã như thế này thì có thể kết bạn hoặc là điện thoại trực tiếp qua số Zalo được ghi trên màn hình đấy, thì bên Nam sẽ hỗ trợ tư vấn cụ thể cho cô chú anh chị. Đấy, nếu mà cô chú anh chị mà không về được thì bên Nam sẽ đo đạc trực tiếp không gian phòng thờ hoặc là từ đường nhà thờ. Đấy thì đối với tất cả các mẫu mã hiện nay trên thị trường thì bên Nam chuyên về thiết kế thi công các nội thất phòng thờ gia đình và từ đường nhà thờ.